nói xuống là chỗ này chẳng có đám chó là gì làm gì bánh là chết mẹ mày, đi vô bóng quẩy đập bể đầu mà chết mẹ mày. Mày qua mày vú vô mặt đó một cái đủ quá cho bể đầu rồi. Vú cho con nhiêu tiền? Cho có cắt đủ quá, ai hứa hẹn cho mày tiền bán mua mà tiền hứa hẹn mày bán mua nào tiền đập nó làm thịt nấu cơm không chứ. Làm thịt liền ha. Làm thịt hai chú cháu mình nấu cơm ăn. Bây giờ ở đây là người nào làm cho chú không vui chú chỉ đi con làm thịt cho. Nấu cơm ăn luôn. Vui vậy? Chỗ này tao bụi không đủ mẹ chặn trụ bóng mới cho mày mà mày đem mày kêu lại cho mày ăn mặc nhìn thấy gai của mắt rồi coi coi. Chì dép quần áo nọ là đủ má làm cho ta đây vậy. Thằng đó đúng không chú? Á trơn mày cáo mày buông ăn mặc cho nó mày lộn xộn nó buông. Bây giờ con mở ra hết ha. Mở cái chỗ nào? Mở ra hết trơn luôn. Kệ mày chứ, đủ mày ai xuống biểu mày. Rồi vậy thôi, con muốn theo thầy chú mà. Khoan vậy đủ má trong này bụi không mà mày ăn mặc đó sao theo? Thì con mới cởi ra. Cởi qua nhào đập nó đi, đủ mày không lo cởi ra, quánh luôn cho đủ ngoài thì. Thôi chú ơi. Mô Phật đi chú. Chú không à? Thì bữa nay cháu cũng cứ thảo là thì lại kinh thanh liên còn bún đục nữa nghe bà con cô chú nghe đứng xa quá. Bích Châu ơi, chỗ này có đang độ giống như là nấu qua mơ màng có bản Phật độ phóng cháy ra khối cho nó khô kia lâu lâu cái hết đám nhớt nó lại này đám nhớt kia lại độ mẹ xịt nước rồi độ tỉ rồi độ mẹ cái đường lối đồ xa lôi mà chứ đâu phải nơi này đủ má chỗ khác rồi nghe không phải chỗ này nghe. Chào chú Thảo nha. Thôi mày, không quen mày mày. Mày biết cái chữ mà tìm tới là mày biết cái là không? Cái chữ mà đến là cái chữ đụng má mày lừa điểm, địa điểm rồi. Rồi cái chữ mà đụng má mày lộ lại là cái chữ chỗ nè. Đụng má rồi cho nó cái chỗ này nó nhìn mày. Cái chỗ này là cho nó nhìn mày cho mà đụng má. Mà nó mòn bé bột rồi mày lại chỗ này mày gì? Đi chưa? Má mày cũng trong đám này chứ không á. Bây giờ là tiền tôi nó ép liền cái chạy quá. Chào chú. Đụng má mày tao nó không có quen mày mày. Bữa đó mày ngồi cái này mà nói tại sao mà gỡ má mà đụng má tao ướt gan mày ra thì biết đó. Má một tao quỳ tao gỡ đụng má cái màu ác đụng con nám. Nó còn bên mày cái bản chúa trời cháy trùn trụi. Bao gỡ bao lại bộ bạn đi chúa trời cháy cho tao bộ bạn với mày nào mà đụng má mày nằm mày lại chỗ này mà đụng điểm mẹ mày đi chưa? Chữ quá chữ rồi chứ mày phải hình ảnh này giống mày đâu mà mày lại trời nào cái hình ảnh này giống mày vậy mày sao lại không ăn mặc chưa có giống mày chứ mà bởi vậy đụng mẹ em đi chứ chút xíu ra chứ không à, chút. Có một cái chị xem bên kênh con á là nó cái bệnh giống bệnh chú Thảo nè là bà hồi lần đi gan vậy đó là bà nói là rồi bay mày đi phát đi bay mày biết uống cặc thì ăn cho mập rồi đi phá hoại không lo nhiều lo người kia phải đúng chứ nghèo khổ lo nghèo khổ đi đủ má quần nghèo nọ kia mà đủ má hôi thối chứ cười. Quá mà cái chuyện lên màn hình tao lắm nè. Tao cấm bây giờ không có lên màn hình có thanh động cặc tao dẹp mấy đó chứ. Cho biết cho ba cái đồ đó mình tính ghép vô tiếng ra vô kết chết đồ màn hình đó coi chứ.
con đỉ mẹ mày coi, coi cái đó là nó ngồi đầu mày nỉ lòng mày xuống luôn, coi gì mày coi, dũng đi. Tới đây chán nghe chán rồi nó bị ngọt cũng chết lớp nào bị ăn bị uống bị nuốt phù các bạn phô lô là bản tổng mà nó không chịu đi phe cái thuốc thuốc cháy ra khối mà đi phe cái quần nẻo nọ nước đâu rồi xịt lên rồi cái không khí khô không khí cháy gì bị chìm chết hết trơn là cái lối sống ăn mặc kia đó y hết tối cái tắm rửa này kia rồi đủ má nhìn thấy là ướt gan rồi đủ má nhìn nó văng hồng nó luôn rồi chứ mày đủ má đi phe mày mày chơi mày, mày. Ở chỗ nó có chỗ à, đủ má nâu thì nâu, vàng thì vàng, đủ trắng thì trắng, nhưng mà nơi nào có nơi chỗ nó có chỗ chứ đâu phải qua lại. Qua lại thì phải có đủ má, có điệu mờ rồi kia là hay mà có năng lượng cơ cấu rồi cho đủ má đâu lại khơi khơi kì không chứ. Tao đủ má Thảo nè, tao ở đây từ đời xa xưa tới giờ. Tao chưa thấy ai mà đủ má giữa bộ này chứ. Đi tìm hiểu năng lượng này kia rồi đủ má đứng tên đứng tuổi, nói về cái đường sông nước không mà đủ má mặc đồ ăn mặc hay gì. Đi phát chơi nghe mày. Con không giống ai hết nè, giống chú. Giống gì mày, giống mày cũng cái chỗ này với tao rồi mày giống mà còn tao nữa. Thì hai chú cháu mình giống. Giống gì giống. Giống thì đem thuốc, tìm thuốc này hút đi rồi giống. Đem thuốc rồi cho chú hút. Ờ đem thuốc rồi nâng đụng cháy cho mày rồi hút cái okay. Khói khô rồi giống đi. Rồi ở chuồng rồi bạn chơi. Đem thuốc rồi hút ở chuồng rồi bạn chơi rồi giống chú ha. Giống rồi giống cái bản phô lô phỏng cháy này thôi. Dạ. Còn giống tao thì giống tao cái hệ đụng bị ép buộc đụng phải nói lên những cái mẫu chuyện này kia để cho nó biết cho đó mà giờ là cái hình ảnh này nè. Chứ đâu phải hình ảnh này chứ. Ấy là tao bị rộng chỗ này và nói ra cái hình ảnh này nè, nó cho nó biết mà chứ biết khô cái nào ướt cái nào cho nó biết cho đó. Dạ. Tao bị rộng ra, nó rộng tao nó kêu tao phải nói cho, chứ đâu phải nói chuyện như con đụ mày đâu. Đó, cho tụi mày đừng có lại cho mày công nhức động với cổ đi. Tại vì kiếp này năng lượng màu không à, ướt có khô có lộn xộn nhức động với cổ. Rồi ăn mặc cái đó lại đụng bít chịch tới chân rồi bỏ tới bao đôi rồi xảy ra cái chuyện lôi tới hướng này kia rồi trở thành đụng nó lỗ dở rồi hôi thối nha chứ. Rồi bắt đầu đụng hư chân. Có lối sống nào mà theo lối sống mấy cái mày có ăn mặc cái đó là nơi nào mà tại nơi đó đi. Cái nơi này có ăn mặc cái kiểu như mày đâu đủ mẹ lại cho mày chim công đủ má có chuyện đúng cho người có con nghịch ngợm nó cho dân cho thành đủ mẹ có nghĩa là bích lộn nữa chứ nó này có lúc sao giường gần gú chứ mơ màng cái em đều như mã mộ còn lại cho mày chứ mà đủ mẹ mà có một chuyện mà chỗ này sao ăn mặc cái đó trong một chuyện chỗ này sao mà lại cho mày ăn mặc cái mày y vậy đó mà chỗ một chuyện chỗ này sao hay là cái câu chuyện mà chỗ này sao mà lại cho mày ăn mặc cái đó coi nha, cái mẫu chuyện ở tiệm cà phê hay là tiệm cơm, tiệm cháo, những nhạc hội hai đường lâu vậy mà chứ bây giờ đủ má đi chứ làm gì hay là phải chăng nơi đó đủ mẹ thất nghiệp hay thất thế rồi hay là nơi đó bị đập bị chém rồi đi tới này tìm tin tức đem ra cho khỏe phấn nó gì đủ má ai đưa năng lượng cho mày khỏe phấn ra mày đó mà đi vô cho mày chụp đem màn hình rồi ra quay cũng đỉ mẹ mà ai tiếp thu cho mày qua màn hình ảnh mà quay cũng đỉ mẹ mày xem. Vô cặp đụng má một đống như sao mà vô trong đó. Vô trong đó là cái đụng má cái hình ảnh cái cây cái gì nó vô hộ coi cái này vô. Tao vô đó làm mày đụng má mày đưa nó vô cho ra kia. Đụng má mà dặn không có mắt mày. Đụng má bữa đâu điếc là đổ đậu mà chết mẹ mày đó mày chơi đậu mày. Bố nói đụng rồi đụng mẹ mày hiểu chưa? Cũng đi mẹ mà dứt mẹ đạp chuối vũ chứ mày chết mẹ mày giờ mày đi mẹ mày mày hỏi tại sao móc móc mã mày rồi quýnh mày bể đầu mày chết mẹ mày luôn á niệm phật con ơi. Chó đó đụng quá con chó mà đụng mẹ đi mẹ mày nghe cái giọng giống luôn nha đụng quá mày đập bể đầu mày chết mẹ mày cho mày coi niệm phật đi chú Thảo phật cũng đi mẹ mày tao rồi tao là phật nè dặn đi để con làm việc mấy mày cho con cắt nè con đấm mày chết mẹ mày luôn rồi đó không rồi tắm con đi dặn xuống đi vậy
làm ăn thì đi cưa. Mà em đi luôn đi chơi đây vậy bài tám mà đi rồi mà chạy đây cho nó tập chú cưa cái gốc dừa bỏ đi mày cưa thì cưa kể mẹ chứ đủ có mới gì tao cái chuyện của mày cưa ra tao bừng tao ra hơi đủ má rồi bảy anh đầu mày luôn đái đầu mày luôn chứ trời ơi. Quần vô đi ta mà chết mẹ mày giờ đụng má mày bưa bao đồ cho tao thôi làm chung chú lỡ mày á giờ bởi vì lâu lâu về thăm chú nè quần đó dục cái gì rồi dục cái quần cái gì rồi đụng má mày tao không có qua lại với mày 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 hỏi đụng kêu một quách là chết mẹ mày không cho mày quần béo vậy tao hứa hẹn cho mày cái quần áo chỗ nào tao hứa hẹn cho mày cái quần áo dệt ra hồi nào mai là nào lụm mẹ làm ra nào để con làm việc nữa cho để con tụt quần nó ra cho giống luôn bà chú giáo mình giống luôn đưa quần cho nó bận vô đi dễ quen đưa cái quần vô bận quần vô đi chú Thảo lấy quần cho bận thôi bận đi bận đi mua thuốc cho hút để con mua thuốc cho chú hút ha mua ra chợ mua thuốc cho chú rồi mua đi mua thuốc đây mấy gói chú hút thuốc gì đứa hiểu đây mua cái chừng 50 cây vậy tao rồi đứa hiểu đây con đi ra mua liền nè đó đi đi. Rồi bắn cái quần vô mới mua nha. Ok. Rồi quần vô đi mua. Mà quần vô đi rồi anh em mua thuốc cho hết. Quá về thiếu gì mà tại tao muốn. Sao vậy? Đụng má mày đánh khu em về uống nước không? Hình đánh khu em bữa nay rồi mày uống nước, đụng má là mày nằm dưới mương với mày ôm nằm dưới mương với mày uống. Sao chú Thảo? Bắn quần vô đi chú Thảo. Đụng má mày cái tên Thảo mày đập rồi không? Cái tên Thảo mà cái tên chữ thợ gì bị đập rồi không rồi về cho này bị chuyện nói vô Thảo gì không sao cái năng lượng đâu phải Thảo cái năng lượng người ta năng lượng là đủ mẹ gừng cháy mà mang tên tầm bảy chứ nó mới bị đập tù tội gì thế kêu chứ mà kêu chú Thảo ổng không có vận đồ thì cho nên anh em không có quay gõ được nha cả nhà thì Bích Châu có xem like thì trả lời cho Thanh Trúc nha Bích Châu. Ổng bữa thì thường có ngày ổng quậy cả ngày luôn á chú nghe. Chú nghe. Chắc sáng là ổng ngủ thức dậy là gì chú nghe. Là gì là ngủ rồi. Cái mã này lần ổng đập banh hai lần. Dạ. Hồi vậy, tao đâu có hẹn quần chứ mà. Tao không có hẹn cái quần nào chứ tao không có hẹn những cái điểm mà nó may quần mà áo là tao không có hẹn chỗ đó chỗ nào chứ tao chưa tao có hẹn gì đâu mà tao mặc bận quần vô đây chú Thảo đụng má mà qua bóp cổ nguyên bắt tao chặn hồng nguyên xuống vô đây quần lại chú nguyên vậy không mày đưa vô cái năng lượng nói quần là quần nguyên quần nó quắc cái gì quần nó quắc cũng đỉ mẹ mày quýnh lại đụng má cái hệ bụi bặm mà quắc đỉ mẹ mày quần là quy vậy quắc quy này đi hình quy hình kia không đụng má à bận đi đụng má nó giọng mà chết mẹ mày nè chứ không biết chơi mà đâu cho biết mà dẫn cái đám đụng má nhớt nhau lại đồng hoàn thành lên này từ lâu rồi chứ hello coi chú Thảo Thảo ơi có Thảo ăn cơm chưa con lấy cơm ra chứ má mày tao tưởng như mày gì ăn cơm chưa cơm đủ má màu mà mới ăn chứ đủ mẹ mày có cơm mà mày đi nói chuyện cơm chưa con ăn ké cũng biết chuyện đó mà đủ má con trắng nó ỉa lên đầu mày nó khi dễ mày ăn mặc kiểu đó đủ mẹ mày cơm mai nó ăn chứ đủ má đâu mà kêu lên nó ăn cơm chưa chứ gì con ăn chật chú rồi hai cơm mày kiểu nào đâu mà tao cơm nào tao ăn cơm nào ăn chật con ăn chật chú nè chú chịu không tao mà chết mẹ mày ăn mày chịu rồi đủ má tao không có chịu rồi tao mà bể đầu mà chết mẹ mày vậy mày ổng chữ quá cả nhà chữ như tối ngày luôn chú ơi chú ngày có lúc nó lên cơn nó làm tối nó chữ tối ngày dạ chú được tổng cộng bao nhiêu người anh em chứ được chín chết một ba rồi cái người mắc hôm qua là cháu đúng là cháu người áo ông thứ ba tối sáng thì thơm cái là không có cái máy điện phật cái là làm nhắc hay chứ được tại vì chú ngạn có nghe cái bài mà người mắc niệm
có chứ nè. Đủ quá cái mẫu chuyện hôm đi một hôm đủ má nó lại cũng y vậy, nói anh Thảo này kia tao không tiếp chuyện nó rồi, bây giờ sáng mai lại nữa giờ biết anh mặc cái đó là đủ má nhìn thấy ứa ghen rồi giống như đất trời nó trần trụi phải không, chứ bờ bờ bụi trần trụi là nhìn ăn mặc cái đó là đủ má nhìn thấy muốn đặt vô mặt nó rồi chứ. Tôi ông mới số phường tới đây. Cái chuyện này là tao giao phải mày, rồi nếu vô mày thì tự động mày đi mua thôi, kiếm gì không có cái lòng đó là chạy hết chân luôn chứ này. Còn mày giao bên đây luôn. Gặp cái gì là ông chọi cái đấy hả? Tôi cũng phải chạy. Nhìn con mắt mày mà đủ má tao muốn mắt móng mắt mày rồi. Mày chứ. Trời ơi, đủ quá để cái chỉ ở vô đó nó sọt mắt ra liền. Mày ăn mặc cái kiểu đó đủ không ai ưa mày, chơi cho cái chơi mày mang danh chúa trời còn bậy bạ đủ má làm hôi thúc cái dân. Nơi này là cái hệ khô không à, khô rồi cháy rồi đốt luôn nghe, rồi ra khấu luôn nha, chứ không có ăn mặc quần áo nọ, chứ không có nhớt nhà, không có nước nồi gì hết. Thảo ăn cơm đi, chắc này ổng ăn cơm đi xuống nhà. Cơm gì, bộ mày tổ chức ăn cơm chứ mà kêu mày đi hôn ăn cơm. Tao ở trong trời, ở trong thủng, ở trong bò, trong bụi từ lâu rồi, từ rồi xa xưa tới giờ. Nơi này là cái cốt mày cho là đường Lâm Thao. Và tao không phải là đi miền Bắc, miền Quế, miền Nam thì đêm lắm chân đủ má ở nhà, cái đuổi nhớt nhau của mày bừa bãi xanh ra chuyện cơm nước nhớt nhau ỉ cho thành hôi thối chơi gì cơm nước gì nữa đủ mẹ mày. Ăn cơm là cái chuyện ở dưới mương chứ đủ má mày nhớt cơm mà nhớt nhau không à, rồi cho em đứng trên khô mày ăn rồi mày giơ tay rồi hãy vô lít này kia chìm nhảy mầm đâm chứ rồi giặt dẹp mà xịt thịt nước nữa, rồi ai mà chịu nổi khô là chịu nổi, rồi bỗng cháy là chịu nổi à, rồi khô lâu là chịu nổi, rồi cháy ra bẩn cháy chịu nổi chịu nào nổi, rồi trong khi ăn là đồ nói về năng ăn lăn bỗng cháy thôi, rồi đi nói chuyện nhớt nhau của lít con này con kia, hay là cái hình nhớt là hết kia cảm thấy bậy bạ hơn. Ăn mặc cái đó mà đi đủ mẹ đi thờ cái đường quần áo nọ đủ đường lôi đủ má rồi đến đây chi nữa mà đủ mẹ một tao đuôi cho không thấy sao mà đến đây chi nữa mà con lộn xộn. Thank you.
bánh mì, ý nghĩa là mày nói là nơi này là mì, màng mì. Nơi này nó phải màng mì. Nơi này là màng gừng cháy được chứ không phải màng mì. Còn cái mà cái mày nói bánh mì là cái đó là bánh mì phồng, những ơi, độ có hộp gừng gì nó nướng ra cái bánh mì phồng, đó là bánh mì phồng. Còn nơi này đâu phải bánh mì. Nơi này là gừng cháy phải không? Bản cháy là gừng cháy. Với là tôm tổ với sơn hô thì mày cũng bị quánh luôn đấy. Dạ. Được chưa? Dạ. Lỗi chú ha. Ừ. Ý mà nói là bánh mì là kêu ra cái miếng cậy gì là kêu bỏ dưới cái bờ ở trên là màu là mì. Chuyện nó đâu phải được, đâu phải được cái hẹo lên. Mà thậm chí là mình đốt nó cháy luôn. Đốt tới cái màu cây gì là cháy rụi luôn cho thành khô luôn. Dạ. Không có nước nổi gì chứ. Không có bồ bạn nhớt nhau qua lại với bồ bịch bồ chứ không có qua lại chứ cái gì. Dạ. Cái loại tử cái dạng nước nâu vô miệng vô hình đóng cửa tị luôn chứ. Dạ, đúng rồi. Thì mới có năng lượng khô rồi mày mới ở chờ ở trong đó chứ. Chứ không đâu ăn mặc em bảy ba lâu được lâu rồi cho nó chìm nhỉ chứ. Tao đây đâu có phải riêng tao chỗ nào đâu. Chẳng qua là tao cái năng lượng ở tại nơi này là mình ấy cũng y như cái này vậy nè. Rồi lên hình cái loài này nó để nói lên cái những cái câu nói cái năng lượng tại nơi này là cái bản gừng khối cháy. Chứ không phải cái bản gừng màu mà gừng mưa chứ. Vô nó lâu mới gặp ba cái hồi nước nó chân vậy, tao lạp dục cái đồ nghe cái nó chim kiếm chuyện mình kia chơi. Thường thỏ mày với dầm cái nước ở dưới mương chứ mày uống cho mình cái năng lượng ở dưới mương rồi nó gịch đè xuống rồi chịu sao nổi. Thôi không mà xong mà chịu nổi với nước chứ mưa chứ mưa với nước đi chứ đâu có bánh mì. Dạ. Chỉ có phòng cháy hơi gần cháy chơi chơi. Cũng giống như trái đất vô, cái trái đất cũng giống như là nó cứng rồi nó cái bờ là cái bản. Cái bản bông nó chủ rồi cháy rồi cái bóng cháy, rồi cái hộp nhà của gọi là gừng cháy. Rồi vô tình này đứa này mang chân bên này kia đó. Ở cái thận, ở cái thảo này kia, vô tình cái bản cháy với gừng này kia. Ờ cái này nhau rồi, nó chơi mày đâu có hay chứ đó. Cái bờ trước là mày là cái đường lối ỉa vô mít, đường nhất nhau kia, đường lối mà mày đâu có hay. Kêu đi xuống chứ măng đó ai biết không, kêu đường điện cho. Ừ, điện đi. Tỉnh gì tao này tính nói cái chữ tỉnh á, tỉnh này tỉnh kia là chữ đó là bị có tỉnh này tỉnh kia là ở giữa cây là tỉnh á, rồi nó phát binh ra hơi hớn này kia nhập cho hình mình kia gọi tỉnh tuần kia đấy. Rồi cái chữ tỉnh nó là cái lồi sao lồi này kia là chẳng lẽ là mày nạp năng lượng nên vô này cái chữ tỉnh chưa chứ đem ngoài sao lồi mới nói tỉnh thì nó này đừng nói tỉnh này nói cháy không mà cháy nói gừng cháy với bản cháy có nhiêu giờ còn qua lại nó ăn ăn là hay là không ăn chứ bại qua lại không qua lại thì có nghĩa đi chỗ khác thì thấy không. Đủ má mày, tao có sừng hô tao tao rồi mày kêu hoài mày. Tao bị đậu bỏ tù rộng mà đậu mẹ kêu hoài mệt chết mày chứ. Thảo. Thảo ơi. Ừ.
chú Thảo không có quay ngay mặt được nha cả nhà. Ý nói nè, nó nói là bên Thảo kia là nó nói cái hãng này. Sao cái sao hãng chú này Thảo? Mà cái bên Thảo thay tao nóng nè. Cái bên Thảo là cái bên đậu mẹ giống như đậu mẹ nước miếng nước mồm gì đâu vậy, chịu chuyện nước bên Thảo kìa. Bạn ra kìa chú Thảo. Bọn cà đủ quá mà đi phát cho mày. Đá bể đầu mà chích mẹ mày, mày ăn mặc cho nó đủ má phe phan đít mu nhớt nhau rồi đủ quá đạp bạn đạp chuối ngủ chứ nó chích mẹ mày vậy mày. Hồi trước rồi tao khô queo à, đủ má cũng giật cái bối sống của mày á. Lay qua cái chuyện nhớt nhau của này nè, đủ má đập bể đầu mà chích mẹ mày. Bỏ đi, cà đủ má. Chú Thảo hút thuốc hoài chú Thảo bệnh đó. Đá mà chích mẹ mày vậy mày. Thảo ơi đừng giữ. Bộ tao chung bản với mày hồi nào mà nói chú Thảo ơi. Thôi mà thôi nó không chung bản con chú à. Chú gì mày ở đâu lo bắt đâu ơi chú vậy. Quen chú Thảo đó. Hai chú cháu mình làm lõi mì đó. Nhớ chưa. Thôi mày ơi đủ quá cái chuyện đó bây giờ. Má dẹp hết trơn rồi không có làm chứ. Ai mà ngu giờ làm có biến bị ăn mà đưa này kia ăn kỳ. Thì giờ nghỉ ha. Nghỉ rồi không làm cái mì chứ. Ai gì mà ngu làm cái miếng bị ăn đưa cái nên là cái ăn kiểu nó tầm bậy có đường lâu rồi mày đó biết cho nên không biết có không cho nên này không ai làm chứ. Đừng chữ nữa chú Thảo. Nơi này mà hay làm nó quỷ dục nó nhận đường nó dẹp luôn. Chú Thảo ơi. Tại nơi bụi trời phải không? Giống như nơi bụi bặm nó là trần trụi phải không? Dạ. Là không có màng tới cái chuyện như cái lối sống của mày chứ. Chỉ muốn im về nửa ngủ cái rồi bên chứ còn là y như cái mạ mồi cái này chứ. Lối sống chú Thảo là rất là thực tế không? Ăn ngủ ăn đâu ở đây ăn ở đây nè tổ chức ăn là đâu mà ăn giờ chú ăn không thôi chuyện mà ăn nói chuyện nó quyến rũ rồi bậy giờ cũng đường nhất nhau rồi bậy chứ bây giờ mày ăn là mày đi ăn đi chỗ nào có mày ăn đi mà làm tụi mày ăn đi khổ rồi gọi chỗ nào lên chuyện ăn này chứ nhé. Dạ, chú Thảo ơi chú. Chú Thảo đừng chữ nữa chú Thảo. Mình lại mà đè nó đụng má bóp cổ nữa chứ. Còn bóp cổ nữa ha. Ừ, chiến trường hình đang có đè mẹ nó chứ đụng. Có tiền không? Mướn không mướn bao nhiêu chú Thảo? Cắt. Kêu mướn bao nhiêu? Mướn hay làm với ai làm giùm? Mướn bao nhiêu? Mướn gì đủ má hứa hẹn cho mày làm mướn là nào? Không. Hứa hẹn cho mày làm mướn là nào mày? Hứa hẹn cho mày bán mùa nào làm mướn là nào? Đâu có, con đâu có nói gì đâu, đã con xin lỗi chú rồi, thằng em không biết. Ở đây thì cái gốc cây nè. Thì chúng ta tiến qua bên cái chỗ khu vực mà... Dù chế tạo qua cái này ra, con này có đơn vị sản xuất cái này hay là hạt tiêu thụ cái này thì đem lại mờ đưa, chứ đâu phải mua mới có. Cái này là giống không khí ra khói khô. Ai mà có năng tiêu thụ ra khối khô khối thì đưa cho nó tiêu thụ ra chứ đâu phải báo mua. Hiền thì là ông không có nói gì luôn chứ nhỉ.
Alo 1234, alo 1234 56 7890. Mày như mày đủ quá mày đẹp tao chỗ này mấy lần như mày đá mày chết mẹ cho mày coi nè mày chết chơi mày đâu cái đám mày bị chơi hội lùng dư luôn á đủ quá mày mày, mày cũng đi mẹ mày xem chú có đè chú Thảo thì chú Thảo chữ hả có luôn à nhớ luôn à phụ với chú Ngàn đó hả ờ quậy quá rồi về phụ tiếp rồi luôn mày cái răng má dạ cái răng còn rồi chú mày còn cái răng ừ rồi vô đây đi thì cháu là trong nhà cháu mà người dân thôi mày ơi mày bây giờ mày không hiểu đâu có những nơi đôi khi dễ mày là giống như mày có kết cấu cái nóng ra chưa mà mày đi được nóng đỡ nóng thứ hai trong là giống như độ ăn mặc cho mày có giải cái bộ đồ đó chưa mà mặc ví dụ thôi năng lượng của tưởng nơi gần gũ nó nói vậy đó ví dụ rồi đường đi nó bớt là hình hài năng lượng nó nổ nó cần biết chưa thế cái đâu mà ăn mặc pha khoan quần áo kia nơi này quần áo nào theo như cách nói là chú Thảo ngày xưa là nghiên cứu ngày xưa nó đụng cặt chưa đụng má ngày xưa cái chém mộng thôi chứ dữ quá cả nhà ơi ngày xưa tập tới y không tao quánh đụng má gà heo không ấy rồi chân chân cởi thịt này tôi mổ đụng má ra đập đầu cái y xương đầu để trên cái kệ thịt chứ. Bây giờ tu rồi đủ có bên cho nhớ rồi bởi vì chú Thảo tu để chú Thảo tu nghe anh ngu tao nhớ đây ngu giờ làm cho bên ngoại ăn chứ dạ rồi đụng bây giờ không làm bây giờ tới đây kêu bên kiếm một làm cho ăn hay gì bây giờ nói nè bây giờ muốn mày muốn tiền của anh nói không dạ yeah. Ê là bị chốt đụng mấy con đè nó chú bóp cổ nó chứ bây giờ còn bóp cổ mày đó chú mới vừa bụng phải không không phải vừa bụng mày chứ phải tao chỉ đường lối cho mày chứ trời ơi thôi đi bỏ ha ra đi tưởng đâu bóp cổ mấy người đó mà chú vui con làm liền không có vui không vui có bây giờ bóp cổ rồi cho nó chết bớt đi vô khác chỗ này không không phải là hình kiểu y gì hết chỗ này nó bụi cho mày chằng trụ chứ hình nào mà giống như chết rồi mà không chết thì đủ má ở tù rồi bậy ra này thôi chứ ngoài ra không phải cái lối sống y vậy chứ nó không phải chứ là chú Thảo vẫn còn tâm tốt nữa không chịu cho giết ta thấy không ý nghĩa tao mà đủ ga ghiêng chứ không phải chung lối với má mày cái đường lối ăn mặc kiểu đó chứ ga ghiêng kiểu như ga ghiêng mà không phải chung lối ăn mặc cái kiểu y quần áo là không phải ăn mặc kiểu đó chứ ga ghiêng chứ mày cuối cùng đi mày sẽ biết mày phải cho mày đâu cuối cùng tại nơi này xử mày quánh mày thôi mà anh chú không à mày với con Thủy đi hiện diện ở chỗ này chỗ kia ha nói nhà mày chỗ này kia mà vẫn lại hình bệnh hôi thối và đưa vô cái nơi này năng lượng nơi này trở thành nhất đầu nhất cổ là mày đủ má lôi cuốn cái nguồn cái làn sóng đủ bệnh này này cuối cùng quánh mày ngày ngày bằng ngày thôi mày bên dư vậy phải không cái kiếp sống định bợ đụ mẹ kiếp trước không biết ở đâu rồi đụ mẹ đi tới này bị chuyện bích mua kìa kéo quân với thằng đỏ thằng đéo gì lấy quần bận vô bị chuyện tức tái gì này đụ quá bây giờ năng lượng này nó có bệnh rồi lấy quần bận vô nhanh lên đá bể đầu mày mày chưa bỏ qua đâu chưa tôi nói với mày nhìn dư không chưa bỏ qua đâu mày sẽ chết đụ má cái cảnh mà đụ má mày chết nhờ lại không mày bô cuốn mày này đây còn gì nữa chú dư là em của chú Thảo hả em và biết tên dư luôn mày quýnh cắt nó đụng mà xem ngu cái gì dạ dạ để chú còn làm gì cho dạ tốt cổ nó đụng quá nhận dặn học nó dặn hồng kèn nó ra giếng đó ra xe làm thịt ăn luôn phải không lấy cái quần bận vô nó không nghe lời nha yeah, chú Dư nói gì kìa lấy cái quần bận vô tập bể đầu mày vào mặc quần đá mà chết mẹ mày mày tao hứa hẹn cho mày mặc quần nào tao chán tác cái quần nào mà tao mặc đủ má mà đi mặc mà giật đầu trộm mày kêu mặc rồi mày bê chuyện mặc quần vô đó hả cái quần áo đâu có tương lai sự nghiệp mày có chế tạo cái quần áo đâu
không có thì lại đè nó xuống bóp cổ nó đụng anh kia nó bận vô dễ quay nó dạ, chuồng dạ, không chịu kìa nén không hoài chuồng quay dính đụng quá mày không cái này cái quần áo đâu bây giờ cái này đâu có ăn mặc quần áo gì không quá. Bây giờ chú mặc quần đi con ra con làm việc mấy đó hết luôn chưa mày đụng quá mày đi ra chơi mày đụng quá tao kêu mày quánh nó sao mày quánh mày đỉnh lên vậy ôi mày tưởng tao giống như hùng mày chứ cái gì đá mày chết mẹ mày 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 nhìn cái mặt mày biết mặt ngu rồi đụng quá nhìn thấy biết mặt ngu rồi mặc vô đây mặc quần cho đẹp trai cô chú ngàn bộ đắt cái cô cặc quánh bể đầu ngà quánh mà chết mẹ mày đụng quá mày đi chỗ khác mày đậu trắng quánh mà chết mẹ mày đắt trắng là nào mày chữ chú ngàn rồi thôi bịa chuyện cái chuyện rau có hỉnh phỏng vấn gì nè đụng quá cặc cho bạch nó chuyển điện xong nó đem vô quay ra heo quay cái ăn nha chứ phải nói chuyện cho mày đụng quá kiếp nào có ăn đỉnh mẹ mày chứ bộ dừa mày gì đủ quá cái dừa của tao đó mày cái gánh mày cõi vô mày dằn không mày chết mẹ mày bây giờ mãi mà nó chạy hồn mày dằn không mày chết mẹ mày lần này đi phát mày còn đâu có nói gì đâu bây giờ xin lỗi chú rồi đọc chú hoài sao rồi mấy ngày trước thì sao? Ngày đầu chưa có la. Sao bây giờ con theo ổng nóng quá hay sao chúng ta? Chú còn nhớ gì cách làm không? Đang ta không làm, ta yếm là quên chứ. Ừ. Ai mà ngủ gì là bánh mì mấy? Sao kỳ vậy? Bánh mì đủ mẹ rồi bà làm rồi chẳng hạn như là ra cổ bánh mì phồng phải không? Dạ. Hay là làm bánh mì lá làm nó cũng cháy hay làm ra một trời mưa? Dạ dạ dạ. Làm một trời mưa thì không khí hồn làm còn làm bánh mì phồng là cái loại gần hay kiểu nào làm mà. Là loại phồng cháy. Đó. Phóng cháy thì đậu mẹ đi tìm những cái nơi mà có nó nóng cái năng lượng phóng cháy nó nói ở đây có không đâu có kỳ vậy ta đụng má mà trả lời mày mệt quá mày ơi đây có năng lượng phóng cháy nơi này hình ảnh chỗ này là ở tù phải không đâu đây đâu phải là nhà tù không mở tù nói gì tội chú trời đậu má mày không làm gì chứ cái nhà tù là nó kết án cái vụ án mà cái loại y như mày vậy đó lừa chi nội nó kết án tao là nó nói tao đủ đi tìm chơi tìm ăn uống này kia mà chưa có khả năng cho mình ăn uống chơi chứ nó bỏ tù tao là đủ mẹ chưa phải cái quần áo mà đồ mặc quần áo thứ hai mà máy treo mưa giống chỗ này chưa phải tao mà tao đâu nó nhà tao má thì vô tình tao đủ lưới tao có chinh được có chỗ làm nhỏ nhỏ thôi tao làm có máy chưa thắng thôi không là tao ăn này chăng á là cái bản bụi vậy tao nhập hình chỗ này má còn bây giờ đủ má má mày đến đây nấu bao lại gì nó chùm dân kỳ cục gì còn đâu nói gì đâu chú cháu mình cùng năng lượng phỏng phỏng thì đủ mổ ra đốt phỏng mày mổ ra dục con lò đốt cháy ra khói cho mỡ quẹt đi con đốt cho quẹt nó quẹt đéo phút có cái mà quẹt không à quẹt này của nhân đưa không có sao con đốt cái năng lượng phỏng được giờ chú đang đốt đúng không cái chuyện là bánh mì ngày xưa chú Thảo có tập gì không có tập võ không thấy như chú Thảo có tập võ nè võ gì mày đủ má cái đời võ là cái đời đủ đi chém lộn có lộn phải không võ mình tập võ ra mình đi đó cái đời đó đủ má cái năng lượng này vậy nè đủ má cầm nó chém nó bật bật đủ má còn ta tay không mà võ đâu chú bẻ cây sắt đó đúng không thôi bẻ đặt vô bên như này bẻ thì chú bẻ cây sắt đó đổ con đưa chú ra ngoài thôi khổ khổ ra mọi ra ngoài đi đâu mà đi đâu có đường lối đường đi đi hai chú cháu mình đi bỏ chỗ này đi chỗ khác ở thôi mày ơi tao ở đây hồi nào bây giờ xa chưa bây giờ chuyện của con mới giải cứu được chú à thôi mày ơi bẻ cây sắt đi đụng má mày tao nói mày sao mày không ai không hiểu chưa mày tụi mày phải hiểu chứ rồi dạ con xin lỗi là chú. Cái năng lượng cái đồ này cái lòng đó đụng nó tàn tạ cái người là giống như chết rồi làm bào bụi dạ. Cho mày lại kiếm chuyện máu mày dạ con xin lỗi chú năng lượng này đã chết hả chú cái gì nó chết rồi hả nơi này còn ai đâu đủ bụi không có chết chơi rồi dạ. Là kiếp sống tao trần trụi rồi dạ. Không qua lại với ăn mặc theo đây gì nữa đó hiểu chưa chú này quen với chú hả
quen gì, quen con gạch gì năm xưa đụng mẹ nó đâu có lò, lò gạch gì đâu rồi nó nói đâu đó một chuyện này kêu qua lại chứ nhanh vậy đó vậy. Chú ở lò gạch đó chú. Ủa, chú nhớ luôn á. Chú này tên gì chú Thảo? Thôi mày, đủ má mày, có giống giống cái đường lối ai mà đi tìm hiểu tên tuổi này. Vậy là bên chỗ này chỉ là còn năng lượng chết, chỉ có mới được ở với chú thôi ha. Năng lượng này năng lượng chết đâu mà, ai vô mã mộ vậy á. Bỏ cây bơ màng chết chân rồi chứ, nó không phải mô đen là măng gì chứ. Coi như là sự sống không còn. Không còn, nó chỉ cần biết ngủ rồi, rồi vô tình ngồi bị thưởng thức cái hơi ra hơi thôi. Dạ, rồi chú Thảo nói đúng rồi đó, giờ chỉ là năng lượng chết thôi. Coi như ai có năng lượng chết mà lại gần chú Thảo được, đúng không chú Thảo? Không phải chết lại gần người đó chứ, nhưng mà lại đụng tiệm mấy tao vậy. Vậy là chú không cho tiệm chú luôn hả? Không tiệm mấy tao, chứ muốn lại làm thì làm, muốn làm rồi làm, đụng tiệm mấy tao, hỏi chuyện nào chứ. Xem lại với anh được không? Thì nói với mày thì có cái chuyện mà lại tao có chuyện đâu lại, nó cơ cấu đâu lại, nó thuốc men này xin lụm mới có chứ đâu có đâu. Đó. Thì vô tình lại hỏi này hỏi kia, nhức đầu nhức cổ không? Giúp đỡ chuyện nào đâu, y gì mà phải rồi. Chỗ này có máy che mưa đứng rồi, che có máy che mưa trắng rồi. Và chỗ này có chỗ nằm rồi. Má, bởi còn cái có này hút nó cho ra hơi khối cho nó khô hình ảnh vậy thôi. Có nhiều gì chứ đâu có chuyện là qua lại nữa. Chết gì cái năng lượng chết gì ha. Cho trở thành giống như khô, trở thành chết luôn rồi. Như con thấy cái này nó khô hết trơn rồi đó chú Thảo. Thì khô gọi hình ảnh này nó khô cái nước đâu có nước, đúng không? Chú Thảo nói đúng rồi. Nước thì ở dưới đó đó, còn này không có nước, cho nên không uống nước thì không có qua lợi gì chứ. Không qua lợi với ai chứ, không qua lợi với hình mẫu chứ đâu. Qua lại mày chi nữa, mày có cơ cấu đâu thì mày đi qua lại đi chứ, còn tao không có là cơ cấu thôi chứ đừng qua lại tao. Không mày vậy kiếm chống đâu kiểu này. Rồi cái này cũng bầu phải không? Chú Thảo mời. Cái sâu bọ này kia. Rồi kiếm chống cũng phải có chỗ ở, cũng phải có chỗ bỏ chứ đâu phải là đi đâu ở trên đường kia không vậy. Chú Thảo mời chú tôi đi hút thuốc đi. Dạ. Mời chú đi hút. Nè thuốc này không đi. Hút đi đừng cho có năng lượng chết với chú Thảo được. Năng lượng chết là năng lượng khô phải không? Dạ đúng rồi. Nó là hình ảnh này là hình ảnh nó khô chết rồi. Dạ đúng rồi. Ai mà đi qua lại với hình cái nước không nói chuyện mãi mãi cái chân nhức đầu phải không? Đúng rồi. Tỷ cái chuyện mặt nước nó là cái nói chuyện qua lại nhức đầu lắm. Dạ. Anh Mã không? Thôi mời của mày áo sống gì đủ mẹ tao có cơ cấu quần áo đâu mà mặc. Chú Thảo nói là năng lượng chết rồi là không còn mặc quần áo nữa. Ờ đúng rồi, chết rồi không mặc quần áo chứ trần trụi gì. Trần trụi rồi, chết thành người nguyên thủy rồi. Đâu đâu. Anh đang quần áo gì? Đưa cái quần kìa. Giống như chết rồi, còn cái hơi phải không? Cậu ông giục quần nữa đó chứ. Má, mặc mày. Mặc vô anh em ngồi. Thôi ơi, mày đụng mẹ là bảy quả chứ. Đi anh. Anh thương em không? Thôi thôi. Chỉ với ngoài đủ tao có ga riêng rồi. Ây là ga riêng rồi đó, ga riêng rồi. Con má, tao không qua lại với anh chứ không? Quen không? Quen không? Không? Ờ ở tao kìa, không cần ăn uống gì chứ. Ừ, vậy mà con cái này thấy vô cái này gì nó có ăn đâu. Ê gì nó có ăn không biết đâu. Nó sống chỉ sống trong năng lượng hơi không à. Vừa hơi nó qua hơi này kia rồi bầu bạn của mơ màng này kia nói đâu câu cái màn cháy kêu nào chứ. Thì vô bệnh đủ nó ăn mặc nó lại đây chi. Cháy sao anh Thảo? Ý là cháy này cái chừng á. Là chú Thảo nói đây là đã là năng lượng chết rồi đó, không còn sống. Nó ấy là nó cháy đó phải không? Rồi bây giờ cái hãy ăn mặc kéo cái gì lại cho này chi mà đủ có tiền tao kéo đó chi. Là tụi mình là người nguyên thủy, còn chú Thảo là người bây giờ. Chú Thảo nói vậy đó. Đúng không chú Thảo? Thì người bây giờ là người phật. Người phật là người phóng cháy. Dạ là chú Thảo là ví dụ người bây giờ phải không? Người bây giờ là cái này phật nè. Đó đúng rồi đó. Phật thì phóng cháy rồi mà kia đụng chú ở trời nó cháy. Đúng rồi. Là cái bản cháy mà kia nó cũng chằn chụi nó cũng bị ăn nữa. Dạ. Cho nên đến đây bạn cho tao nó kêu tao nói ra cái điều bí kiểu nào mà thoát ra hơi. Dạ. Là cái kiểu này nè. Nó hơi trắng nó thoát ra phải không? Dạ, dạ, dạ. Chứ đâu phải cái lòi này kia vô đi. Lùm lùm rồi. Bạn quần vô đi chú Thảo. Rồi. Má này có dục cái mương là đụ mẹ quần con cặc quần đụ mẹ tôi ăn mặc quần nào. Mày không hay đâu mày ơi. Cái đường nối này ai mà chơi. Mày hiểu ra rồi không ai chơi chứ. Chốc báo lường gạt mày kia chưa biết đủ nhà cửa của ai chưa biết gừng cúng chưa mà ăn mặc bầm bậy rồi bà lôi tới đâu lôi chứ hình thôi chứ.
bụng rồi quá chú. Ôi tao phải như mày đâu mày. Đói ăn ăn đói ăn rồi mày không. Bỏ ra miếng ăn cho mày ăn. Mình người phỏng cháy cũng vẫn đói nữa, cũng vẫn ăn nữa. Bây giờ phỏng cháy rồi, bây giờ mày không có bỏ ra miếng ăn rồi, miếng ăn nào ăn. Thì bây giờ con đem miếng ăn ra cho chú ha. Thôi 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 thôi, tí vô tao bỏ ra, bây giờ tao mổ ra chứ tao ống. Tao với ra heo quay thôi mà, thịt kho thì tao mới ăn được chứ còn cái gì tự nhiên tao không bỏ ra ai mà ăn. Tao phải như mày mà không bỏ ra đi nói cái chuyện ăn thì con cũng người phỏng cháy này giờ chú. Hai chú cháu mình cũng hại đó. Ăn gì ha? Thôi. Ôi vậy chắc kệ mẹ, mà chỗ này có chết sống thì kệ mẹ thôi mày. Cổ mày nói không, chuyện chú không có chết đâu, chú người phòng cháy rồi không có chết đâu, nhưng mà mình phải ăn. Chết gì cổ thì cổ chết chứ còn hả? Dạ. Cái cổ mà độ ma cháy kiểu này nha mà cái cổ chết được chưa? Da của ổng là như là nhựa vậy đó. Sáng qua cái cổ sống mà, là cũng y như cá móng như luôn nha. Độ mẹ nói chuyện qua bên kia nhớ nhau không rồi. Mày cổ chết mà độ ta trị nói chuyện qua lại kia chứ. Lúc ông nhớ lúc ông không. Bây giờ nói gì nè, bây giờ giống như mày giống như chứ đồ tôi này á, là với anh ổng á là cột chèo là cái ông nhà cái bên con chết á là bà chị vợ thứ tư vợ thứ bảy cũng như là ổng hồi trước á, là qua lại chơi nè là biết ảnh thôi mà ảnh là em của anh tư đó. Anh sửa có tập cái gì không? Tập võ hay là gì? Không chắc tôi nghĩ là không đâu, bởi vì tôi biết ổng cũng ít thôi bởi vì mình cũng đi làm á. Thôi mày khỏi trả lời nó, cặn cho nó đính đi đủ, mày không có lộn nó đi xem. Bây giờ chú bẻ cái xì ra đây con cứu chú đi. Cứu con cặn, cũng quá tám mà chết mẹ mày cho mày. Còn với chú cũng khỏe. Cũng quá, tám mà chết mẹ mày đâu. Đừng có phun miếng. Nói đi đừng phun cũng miếng. Bây giờ chú chữ con nghe chứ đừng phun cũng miếng. Phun nào quánh nó luôn rồi. Phun mà quánh nó luôn. Thôi anh, đừng phun anh. Đừng phun cái đó là ta gọi phun cà na đó. Ra vậy đủ quá dặn không mà chết mẹ bây giờ mày mặt bành đó mày. Rồi xin lỗi chú. Mặt bành về đá bể mặt bành mà chết mẹ bể đầu nghe mày. Đủ quá dặn không mà chết mẹ mày. Chơi mày. Bỏ đi mà. Bắt tay cái đi. Bắt con cạc á mà chết mẹ mày phải không? Thôi. Mày đâu đó đây. Nóng quá anh nè. Đừng nóng anh nè. Anh. Đừng nóng. Đừng quá mà chốt nó bóp cổ mới chết mẹ ra cho tao nhìn nhìn đó. Không, anh đừng nóng từ từ thôi. Tự với đụng cặt cái mặt nó cái đụng ê cũng được cũng có lối vậy xem. Thôi anh em mình không người ta lại người ta quý anh ta mới ấy thôi. Quý thì đi chỗ khác chơi đi, quý thì đi, quý thì đi chỗ khác đi chơi đi. Nếu quý tao rồi hàng mày đi khác chơi, đừng mà chỗ này phường phức phức đụng nhất là cái cột. Vậy anh đuổi em luôn hả? Mày đâu kệ mày. Đâu nè, bây giờ nói cho mày hiểu ha. Dạ. Giống như là trong một cái bản này mình mong cái hình ảnh này thôi. Dạ. Là nó tranh giành tên đuổi nhau để đầu quán đó. Dạ, đúng rồi. Đó. Là giống như cái nền thì nó nói là cái bụi là cái bóng cháy. Dạ. Là giống như trời cháy. Còn cái này giống như là gừng đụng hơi nó cháy. Dạ. Còn cái lò này nó nhớt nhau thôi. Nó cấm đụng là đụng qua lại với cái lò như mà mày vậy đó. Là bắt đầu nó lấy thủ tiêu là nó nói tao mà tướng tiểu hình tướng hình tiếng nói. Nó mới nhốt còn lại nó bánh đụng giống như là tao hoặc lò hình nó mày vậy đó. À bây giờ tôi tưởng tao bây giờ từ giả luôn mày, nó không qua lại. Rồi tao đi theo cái lòng này ở gì này nó là trở thành cái đường lối đụng giống như là cái bản ấy giống như cái miếng mà gọi cái miếng phóng mà là năng lượng cháy vậy đó. Để xếp hàng bài cái lòi hình nó mày không có đâu phải hay là có quyền đi bấm chân đi. Rồi năng lượng trong này nó khó chịu giống như là nó tạo quá ra khô. Rồi cái lòi nó mày chế tạo cái ăn uống nước nôi này kia là trở thành bóp cổ nhận nước này kia trở thành nó hôi. Không khí cái màn bản cháy giữa màn đường cháy nó khó chịu. Nó trên bây giờ cấm tao là năng cái lò này qua lại với ngoài là nhiễm cái bản nước thì trên cấm qua lại nhé. Nói vậy đi rồi em là như vậy, nhưng mà cái đầu tiên một tháng em không ăn cơm cũng có sao đâu, một tháng em cũng không đâu ăn cơm đâu. Cơm gì đâu mấy thôi, cái năng lượng này có ăn cơm đâu, nó chỉ có biết cháy thôi và có ăn đâu. Còn mình ăn thì do lượng năng lượng nó ghét,
nó ghét nó nhập vô thằng kia cũng bứt lộn thật đủ. Nói cho nên bây giờ có lòi nào đủ theo một mấy chỗ đi ăn rồi lại cái bến nào ăn nó ăn rồi bị làm nó biết bị ăn. Nó hay là cái chỗ nào ăn rồi nó cho tôi ăn tôi bị làm tôi biết bị ăn. Nó phụ riêng tao chỗ này thì tao cái góc ở chỗ này. Ngày xưa tao bên tao ở tại cái nơi cái con đường này và cái biển lộ này. Nó hay là cái bông bụi này hay là cái trời này hay là cái sự sống từ cha xưa bây giờ nó hay là từ hồi đó tới hay là đến hôm nay. Nó cho nên tao ở đây giống như cái kiếp ở tù theo cái điều lý cái mạng này hay mạng này. Nhưng mà bạn vô bài giống nghe kiểu là kiểu vậy chứ không qua lại với mấy bạn chứ nghe mà nó tao không có đi tới đây lui chứ nghe không qua lại nghe chứ nghe ờ đúng rồi tới không có mạng tới cái đường lâu nữa không không có mạng tới cái đường xa lâu nữa không cái đường xa lâu là giống như là dặn chuyển qua lại tầm ăn này đó không không có mạng tới cái đường nữa nữa là giống như tu lại cái kiếp giống im điền y như bụi cây thôi biến bờ đất luôn hay là biến bụi luôn đấy tại kiếp sống rồi mà sống lâu rồi bị cấm phải không là giống như nó đòi đem võ lực quánh thì hơn nó có quyền quyết định này kia hay là làm ăn hay là này kia mà vô tao thì tao không biết nó tại tao của bạn cũng như sâu chia với chỗ bỏ thôi nó cũng không phải là bước lộn ngay chứ mà chỉ im điền nói chuyện thôi mà do tình có mấy kia nãy bạn chữa tao nó chừng này cái chúng nào nó cái này nó phải chúng nó không ý tưởng nó thì chúng mày chích cho đứng mày che đằng xuống mày che là đưa cho nó mày chữa đâu đưa cho nó mày che cho tao chích rồi nào đâu có chắc thế ý ý em hỏi anh như là hỏi anh gì nè cái gì đó ừ anh không muốn ra thế giới ngoài là sợ là không phải cho đánh gì chơi mày.